chào các bạn. Hôm nay mình làm clip test cái sầu riêng ri 6 đầu mùa này. Đây ở ngoài vườn mới rộng ngô mình test thử cho các bạn và con xem về cái chất lượng của ri 6 đầu mùa nha. Đây là khu vực ở Đắk Lắk nha, ngày 26 tháng 7 2019 mình sẽ khui và test cho bà con. Cái này nó mới rộng ngô nên là cái vỏ nó hơi cứng và dày nên mình khui rất là từ từ để chi tiết cho các bạn xem. Không biết bên trong nó như thế nào. Thì ở ngoài trái thì rất là đều, tròn, đẹp. Nhưng mà da cũng đẹp. Thì mình sẽ khui cho các bạn, nói chung là da không được xanh mấy đó. Mình khui bạn xem về cái sầu riêng 16 này. Thì nói đến sầu riêng thì hầu như mọi người ai cũng thích ăn. Nhưng ăn đều cái là nóng hay nữa mình thôi. Đây mình sẽ khui rất là từ từ cho các bạn xem về cái sầu riêng 16 nha. Nói chung sầu riêng khui nó hơi cực một xíu. Nhưng mà khui thì không luôn đó. Khui tóc hành, nếu mà khui tóc hành mình sẽ khui kiểu khác. Mình sẽ cắt làm đôi luôn cho nhanh. Khui mình sẽ lấy cái hạt nó còn nguyên luôn. Các bạn xem. Đây các bạn xem hết clip nha. Mình khui cái sầu riêng ri 6 này. Coi có cơm vàng hạt lép không nha. Về cái cơm vàng hạt lép thì đó là tùy vào vườn, tùy vào bà con nông dân chúng ta. Cơm ngon không là bà con chúng ta chăm sóc phân bón như thế nào. Đó là ở trên clip này mình chưa quay chủ yếu là khui sầu riêng ri 6 đầu mùa. Các bạn coi xem à, cơm rất là vàng. Chung là vỏ cũng hơi dày á. Chung đánh giá là cũng hơi dày á, các bạn xem thấy không? Cơm này chín nhiều rồi. Đa số cái sầu riêng này khi rộng xuống thì hầu như là con ăn mì rồi. Khi đã rộng xuống ăn được rồi. Đây, đây quả sầu riêng mới rộng lượng với các bạn xem ngoài vườn đó. Cơm vàng, hạt lép. Các bạn cứ đăng ký và theo dõi kênh nha, mình sẽ luôn luôn cập nhật những trái cây ở bên Đắk Lắk này, trái cây thương vụ. Tùy vào trái cây mình sẽ review cho các bạn xem về những cái cách mà ăn sầu riêng. Sắp tới đây vào mùa sầu riêng chính mình sẽ review nhiều cái clip về cái cây ăn quả sầu riêng, bơ, chanh dây, cầu đó. Xin cảm ơn các bạn ạ.